Chào các bác nhé, em giới thiệu hai cái máy pha cà phê. Đây, một cái hiệu Melita, một cái hiệu cái gì đây, Eupa gì đấy. Thì nguyên lý hoạt động thì các bác đều đổ nước lạnh nhé. Đây, con này đổ nước vào đây, trực tiếp luôn. Nó có cái vạch chia nước này, đấy. Pha ít thì đổ ít nước thôi. Tại vì nguyên lý của cái máy pha cà phê là nó sẽ pha hết nước thì thôi nhé. Đổ bao nhiêu nước sẽ pha hết bằng đấy. Cái này cũng sẽ có cái vạch này, công tắc nguồn này. Bật lên là sẽ pha. Đây cũng vậy. Con này thì các bác đổ cà phê vào trong đây. Đấy, cho cà phê vào đây. Thì tất cả các cái máy pha cà phê nhá các bác nhá, thì là các bác phải sử dụng cái giấy lọc cà phê. Thì các bác lên Shopee, các bác gõ cho em là giấy lọc cà phê nó sẽ ra. Bình thường một túi nó sẽ 100 tờ, người ta sẽ bán khoảng tầm 100-101 một túi. Thì khi pha xong thì các bác nhấc cái túi đi, các bác bỏ đi là xong, không phải vệ sinh những cái này làm gì nhiều. Đây, con này, này bên trong đựng định bình đựng của nó này, sáng choang nhé. Con này nó là cái bình giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, đựng bằng cái bình này rồi thì nó sẽ không có cái mâm ủ nóng ở đây nhé. Những con bình thủy tinh sẽ có ủ nóng. Cái bình này nó bị móp tí này các bác này. Móp tí. Khi mà rót cà phê thì ấn này xuống này, ấn rót. Đó. Khi mà nhấc cái này ra nhé, các bác này, đây nó có một cái van một chiều ấy. Cho cái bình vào thì cà phê nó mới chảy xuống được. Bác nào muốn uống đậm đặc thì các bác từ từ hắn cho cái này vào để ngâm cà phê bên trong rồi đã. Ngâm cà phê với nước nóng. Đấy. Một lúc sau thì đun nó vào, tự cà phê sẽ chảy xuống đây. Nó sẽ giữ nóng. 300.000 nhá. Riêng máy pha cà phê đợt này đang quá nhiều cho nên là em bán, phải nói các bác là bán 300.000 một cái là bán lỗ. Đấy. Bán lỗ nhé. Lỗ nặng luôn. Tại vì nó về lô hơn cái giá 300.000 rồi, chưa tính những con máy bể vỡ các thứ là bỏ đi nữa. Đây, con này thì cực đẹp luôn. Con này là cái màu của nó như thế này nhé. Màu nó, màu hơi kem kem. Cực đẹp. Đây, con này đẹp xuất sắc. Cũng 300 hết, em bán đều 300. Cốc thủy tinh. Thủy tinh thì nhìn thì đẹp nhưng mà không may các bác làm rơi thì sẽ vỡ nhá. Đổ nước vào đây, đổ cà phê vào đây, cắm điện, bật cái công tắc, thế là xong, nó pha cà phê. Đấy. Đây. Đẹp không ạ? Máy pha cà phê thường thường công suất nó sẽ khoảng tầm độ 500-600W. Đấy, nhưng mà nó pha đun thì rất là nhanh thôi, đun nước nhanh lắm. Pha thì có khi chỉ tầm độ vài phút là xong rồi. Con này nó ủ nóng ở đây này. Riêng pha cà phê thì nói thật các bác, máy này ngày xưa bán toàn 700-800, có con đẹp có khi bán cả 1 triệu. Nhưng mà tại vì bây giờ là cái máy pha cà phê này này, nó ế nhiều quá. Năm ngoái em nhập cả vài trăm cái cơ. Xong là tiếp theo là nó về một cái lô máy pha cà phê xay pha tự động ấy, hàng Shizuka ấy, siêu thị Thanh Lý. Nó về nó ồ ạt nhiều, đâm ra là cái hàng này nó ế. Ế không bán được nhưng mà hàng nó vẫn cứ về, mà em vẫn cứ phải lấy. Tại vì nó không phải nó về riêng cà phê mà nó về cùng với các mặt hàng khác, cho nên là buộc phải bán. Đấy, bán lỗ cũng phải bán, không bán đi thì nó cứ về, nó cứ chất đấy thì không biết là bao nhiêu cái nữa. Cho nên là em bán 300.000 một cái. Đấy, bao giá cho các bác toàn quốc, các bác hỏi bất kỳ ở đâu không có chỗ nào bán giá 300.000. Một cái máy pha cà phê đẹp, test ok. Đấy. Ok các bác nha.